Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp một bài mới, đó là bài giảng số 17 trong bộ video bài giảng Khóa học tiếng Trung online miễn phí Đây là chương trình học tiếng Trung online miễn phí, hoàn toàn trực tuyến, miễn phí, hoàn toàn miễn phí 100% Được tài trợ vốn đầu tư từ Trung tâm tiếng Trung Channel Master Website của Trung tâm tiếng Trung Channel Master là học tiền Trung.tv Đầu tiên các bạn mở trình duyệt ra, sau đó các bạn có tìm mình là học tiếng Trung.com Hoặc là gì nhỉ? Ờ, đây học trung chấm tv đây này học thì trung chấm tv đó Hoặc là gì nhỉ từ vựng trung com đó. từ vựng trung com đó là tài liệu bên vn Ok, chúng ta lại làm theo quy trình thông thường đó là gì ạ đăng ký học viên trực tuyến của trung tâm tiếng trung channel master bằng cách là ấn vào nút này và ấn vào nút này là hai hình của youtube đấy để làm gì nhỉ để đăng ký uh, kênh youtube học tiếng trung online và kênh youtube luyện thi Haskar, uh, của trung tâm tiếng trung channel master là đã các bạn đã nghiêm nhiên trở thành học viên trực tuyến của trung tâm tiếng trung channel master thì các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi như sau, tức là thứ nhất là gì nhỉ? các bạn sẽ được uh, cập nhật tất cả những video bài giảng mới nhất, hot nhất uh, từ trung tâm hình chung Channel Master. Là không bị bỏ lỡ bất kỳ một bài giảng nào. Và cái thứ hai cực kỳ quan trọng đó là các bạn sẽ được hỗ trợ trực tuyến giải đáp tất cả những câu hỏi thắc mắc của các bạn trong quá trình các bạn xem video bài giảng uh, của thầy Nguyễn Minh Vũ. Các bạn nào không muốn đăng ký uh, thì nghiêm nhiên sẽ là không phải là học uh, trực tuyến của trung tâm hình chung Channel Master. Kể cả các bạn có đăng comment uh, ở chỗ nào đi sao nữa, uh, ngay bây giờ video bài giảng của thầy Vũ thì các bạn cũng sẽ không nhận được bất kỳ sửa chỗ nào. Bởi vì các bạn không phải là học viên trực tuyến của trung tâm tiếng trung charlie master ok nó là sự khác nhau giữa đăng ký và không đăng ký và không phải học viên và là học viên của trung tâm tiếng trung charlie master tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp chúng ta sẽ ôn tập lại nha cái phát âm của các thanh mẫu và phần mẫu này là các bạn đọc theo mình này z c s i r w o y Wei, Wan, Wen, Wang, wang. Ok, chúng ta đi tiếp phần bên dưới này. Chúng ta đọc nhá. Cha, Chưa Tư, zh, Chai, Chai, Chau, Châu, Chan, Chân, Chang, zh, Chân, Chung, Cha,

chu, chua, chu, chu, tuân. chu, chua, chu, tuan, tuân. Su, xua, chu, xoan, xuân. okay, chúng ta đi tiếp này Các bạn đọc theo mình này Ở, thổng, ở 耳机，耳朵，二百，去哪儿？去那儿，画画一下，好玩，对不对？擦沙折特色字词四组。 出书展参三张苍桑枕撑身曾成,成生。OK，准备第几遍？字典、词典、四点四天。 trẻ trảiỉaen xài sửa Ok Bây giờ chúng ta đã lưu ý xong nội dung chính của bài học ngày hôm nay rồi à, rất là ngắn gọn đúng luôn chúng là chúng ta ôn tập lại và luyện tập uh, À, ngữ âm và ngữ điệu tiếng Trung phổ thông. OK, chúng ta, à, bạn nào chưa ấn nút đăng ký kênh YouTube học tiếng Trung online của Trung tâm tiếng Trung channel Master thì các bạn hãy hoàn thành các bước sau là các bạn ấn vào nút này và ấn vào nút này ở à, trên website là tiếng com hoặc là học tiếng Trung TV hoặc là gì nhỉ? Từ vựng tiếng Trung.com hoặc là gì? À, tài liệu haskard vn đó. OK, chúng ta sẽ à, à, và phần cuối cùng của chương trình ngày hôm nay đó là giải đáp thắc mắc cuối giờ Các bạn học viên cảm thấy chỗ nào à, khó hiểu hoặc là chưa hiểu hoặc là? Uh, gặp vấn đề ở đâu cần được giải đáp uh, thì các bạn vui lòng đăng comment đặt câu hỏi ở ngay bên dưới video bài giảng này uh, trên YouTube uh, cái Youtube học tiếng Trung là của trung tâm tiếng Trung Channel Master uh. OK chúng ta sẽ tạm dừng bài học của chúng ta tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo. Cảm các bạn.